Karin Trang gọi cho mình nói là hey, bíp 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 nha, chị cứu em bé tôi đi. Từ Sài Gòn, nó lấy Bình Dương. Chị cũng đâu biết đâu. Tại vì coi thầy, ngày đó hẹn họp với vợ chồng chị Karin Trang. Nhưng mà chị phải nói gì chứ. Nhưng mà bây giờ cũng còn 1 tháng nữa. Mời khách thì mời trước 1 tháng thôi, không lẽ mời trước 3 tháng. Trời. Chị thấy không? Chắc chưa? Thôi được rồi. Vì chị là chị mà. Em đổi ngày. Ủa alo, chị hả? Yên tâm đi, chưa đặt cọc. Chưa có đặt cọc tại vì chưa có final được thực đơn. Chị hả em? Chị đặt cọc rồi. Chị thấy sao? 14/4/2024 nói tin là số 9 cộng số 8 là cũng là 17, 7 cộng 1 là 8. Ê, ok, số 8 số Ngọc. Ok. Ủa vẫn còn không? Ok, vậy em đổi 14/4 là gì? Hết cực này nha mấy bạn.